Triều tiên Trung Quốc khẳng định quan hệ hữu nghị phong phương. WHO kêu gọi các hãng vắc ủy quyền công nghệ. Thái Lan thử nghiệm vắc xin ngừa Covid-19 nội địa. Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên nhằm thực hiện hóa thỏa thuận chính trị cho vấn đề bán đảo Triều Tiên và gìn giữ hòa bình, ổn định ở bán đảo. Tuyên bố được Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đưa ra sau khi nhận được thông điệp đến từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trân Ưn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng chúc mừng Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8, đồng thời khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước là một tài sản quý giá của hai Đảng, hai nước và hai dân tộc. Trước đó, ông Kim Trương Ân đã gửi thông điệp đến Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, bày tỏ tin tưởng sự hợp tác giữa hai đảng cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh hướng đến kỷ niệm 60 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ. Anh sẽ cắt giảm 4.000 biên chế của lực lượng quân đội để ứng phó với các mối đe dọa trong tương lai. Đây là kế hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace tiết lộ. theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, quân số của lực lượng quân đội Anh sẽ bị cắt giảm từ 76.500 xuống còn 72.500 người vào năm 2025. Việc cắt giảm biên chế quân đội được đánh giá là có thể mang lại hiệu quả lớn hơn so với việc tăng cường các lợi thế công nghệ. Dự kiến, quân đội Anh cũng sẽ đầu tư thêm vào tàu chiến, tàu ngầm và thành lập một đơn vị mới gọi là lực lượng biệt kích tương lai. Lực lượng này giúp bảo đảm các tuyến vận chuyển và duy trì quyền tự do hàng hải giúp tăng cường sự hiện diện của quân đội Anh trên thế giới. Hôm nay, Nhật Bản đã quyết định dùng ngân sách dự trữ khoảng 20 tỷ đô la Mỹ trong tài khóa 2020, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 để hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động kéo dài bởi dịch bệnh COVID-19. Mỗi cơ sở kinh doanh có thể được hỗ trợ 370 đô la Mỹ một ngày. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phân bổ 14,2 tỷ đô la Mỹ cho các chính quyền địa phương để hỗ trợ các chủ nhà hàng, quán bar phải đóng cửa từ đợt dịch COVID-19 đầu tiên. Trong đó, 3,15 tỷ đô la Mỹ sẽ được dành để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh có thu nhập giảm mạnh trong thời kỳ dịch bệnh. Các hộ kinh doanh sẽ được vay số tiền lên tới 18.500 đô la Mỹ theo chương trình cho vay ưu đãi không lãi suất kéo dài đến cuối tháng 6 tới. Bên cạnh đó, chính phủ cũng chi tiêu 20 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các gia đình nghèo có con nhỏ với mức hỗ trợ 462 đô la Mỹ một trẻ. Với việc chi thêm 20 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ doanh nghiệp, Nhật Bản gần như đã giải ngân hết quỹ dự phòng 107 tỷ đô la Mỹ của tài khoá năm 2020 nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, hiện tại nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới vẫn còn mất cân bằng khá lớn. Thực tế này đang gây chia rẽ giữa các nước. Thậm chí Liên minh châu Âu còn ra quy định cấm các hãng dược phẩm có nhà máy sản xuất vaccine trong liên minh được phép xuất khẩu hàng ra nước ngoài, chừng nào chưa đáp ứng được thỏa thuận cung ứng với các nước trong khối. Ngay khi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được công bố vào tháng 8 năm ngoái, vấn đề bản quyền vaccine đã gây nhiều tranh cãi và giờ thì một lần nữa lại nóng lên. Nhiều kiến nghị cho rằng cần hủy bỏ bản quyền đối với các sản phẩm vaccine để bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Cuối tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Thương mại Thế giới đã nhận được một bản kiến nghị trực tuyến với 900.000 chữ ký do nhóm Avas vận động kêu gọi hủy bỏ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 cũng như thuốc điều trị bệnh này. Nhóm này cho rằng nếu không có bản quyền, việc sản xuất vaccine sẽ diễn ra nhanh hơn do có nhiều bên tham gia thay vì chỉ một nhóm nhỏ các bên nắm giữ bản quyền. Nếu bỏ bằng sáng chế, trí chúng ta có thể có nhiều nước đủ khả năng sản xuất vaccine, tham gia và có thể mở rộng quy mô sản xuất ngay bây giờ. Từ đó giảm thiểu sự mất cân bằng về cung ứng vaccine hiện nay. Theo Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ thương mại của WTO, quốc gia có trách nhiệm bảo vệ bằng sáng chế thuốc và các công ty dược, nhưng cũng cho phép tạm đình chỉ quyền sở hữu trí tuệ với việc sản xuất vaccine và vật tư y tế liên quan theo từng trường hợp khẩn cấp cụ thể. Nhiều tổ chức quốc tế và khoảng 100 quốc gia ủng hộ lời kêu gọi các nước giàu và các hãng dược phẩm ủy quyền bằng sáng chế cho phép sản xuất nhiều vaccine ngừa COVID-19 hơn. Đi đầu trong số này là Nam Phi và Ấn Độ, hai công xưởng sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19 của thế giới. Việc chuyển ra bản quyền là thế cùng thắng cho mọi người. Các quốc gia có ít hoặc không có vaccine không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa. Năm 1996, thế giới có thuốc điều trị HIV và tỷ lệ tử vong do căn bệnh này ở những nước phát triển giảm mạnh. Tuy nhiên, 10 năm sau đó, người dân châu Phi mới tiếp cận được với loại thuốc này. Trong giai đoạn này, 12 triệu người dân châu Phi đã tử vong. Từ bài học này, WHO cho rằng việc tạm bỏ một số bằng sáng chế là điều chưa từng có tiền lệ. Song nếu không thống nhất lúc này thì khi nào mới thích hợp? Chúng ta cần các hãng dược phẩm hành động giống như AstraZeneca và ủy quyền công nghệ cho các nhà sản xuất khác bởi một số nước đang chạy đua để tiêm chủng đại trà cho toàn bộ dân số, trong khi các nước khác thậm chí không có một liều vaccine nào. Bảo đảm quyền công bằng cho tiếp cận vaccine là điều kiện cần thiết để chấm dứt đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, nếu các nhà sản xuất vaccine hành động một cách nghĩa hiệp vì nhân loại, thì họ vẫn sẽ yêu cầu nhận được một khoản tiền bồi thường và khoản tiền này được tính như thế nào thì lại là một vấn đề lớn khác. Đó là chưa kể đến việc một số quốc gia đang sử dụng vaccine ngừa COVID-19 như một công cụ trong chính sách ngoại giao của mình. Pfizer, một trong những nhà sản xuất vaccine COVID-19 của Mỹ cho biết họ sẽ xem xét các phương án khả thi, song né tránh vấn đề từ bỏ bản quyền vaccine nên là hàng hóa công hay là hàng hóa mang lại lợi nhuận cho một nhóm người. Một số chuyên gia gợi ý giải pháp trung hòa cả hai. Các hãng dược phẩm đang sở hữu bản quyền vaccine COVID-19 nên ủy quyền công nghệ sản xuất chế phẩm này cho nhiều đối tác hơn để thúc đẩy năng lực sản xuất. Thay vì tranh luận việc từ bỏ hay không từ bỏ bản quyền, thì những gì chúng ta thực sự cần là chuyển giao kiến thức và cách làm thông qua đàm phán. Chương trình điều phối vaccine COVAX của Liên Hợp Quốc hiện gặp nhiều khó khăn do các nhà sản xuất không đáp ứng kịp các đơn hàng. Tiến trình tiêm vaccine COVID-19 đang bị chậm lại. Sản lượng sản xuất vaccine toàn cầu cần phải tăng ít nhất gấp 3 lần hiện nay bằng bất cứ giá nào. Tổ chức Dược phẩm Chính phủ của Thái Lan đã vừa khởi động giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên người đối với vaccine ngừa COVID-19 do nước này tự nghiên cứu để có thể tự chủ hơn trong chính sách tiêm chủng. Và thông tin cụ thể sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Hôm nay, Thái Lan khởi động giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên người đối với vaccine ngừa COVID-19 do nước này tự nghiên cứu. Đây là loại vaccine phát triển theo phương pháp nuôi cấy virus bất hoạt trong trứng gà trước khi chiết xuất nuôi cấy để tạo ra vaccine. Việc thử nghiệm vaccine được tiến hành dưới sự hợp tác của khoa y học nhiệt đới thuộc Đại học Mahidol Thái Lan cùng 18 tình nguyện viên. Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan, vaccine ngừa COVID-19 này sẽ mang lại cho Thái Lan nhiều lựa chọn hơn với ít sự ràng buộc hơn. sáng nay, Bộ Y tế Campuchia đã triển khai đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các tổng lãnh sự quán nước ngoài, văn phòng đại diện các tổ chức quốc tế tại Campuchia. Cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam là những người đầu tiên được tiêm chủng trong số 18 đại sứ quán nước ngoài tại Campuchia. Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi tiêm chủng đầu tiên cho 90 người, sau khi tiêm, sức khỏe của những người được tiêm ổn định. sau những hoài nghi ban đầu về vaccine ngừa COVID-19 của Nga trong cuộc phỏng vấn diễn ra vào hôm 22 tháng 3. Ông Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ, thừa nhận Sputnik V khá hiệu quả. Hồi tháng 2, một báo cáo công bố trên tạp chí y học của Anh The Lancet cho thấy vaccine Sputnik V của Nga hiệu quả tới 91% ngăn ngừa được các ca lây nhiễm nghiêm trọng. Ưu điểm của Sputnik V là có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường thay vì điều kiện đông lạnh thấp hơn nhiều so với một số vaccine ngừa COVID-19 khác. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT cộng bảy tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.